bế em bé nào đó đi lên 9 tầng xong xuống để nó vô xe cả lại đi học tiếp tục. Rồi nó đi về nhà đi không được. Rồi cái phải chở ra thầy gần nhà. Ấn vô hai cái mông của nó xong khóc. Đau quá, chịu nổi. Xong rồi giống như là bị áp lực á. Bị đau quá chịu không nổi. Giờ những cái cọc chi mọi việc rất là nhiều. Nhưng mà nghe nói là được. Đi chạy nhiều nơi lắm, mà không hết. Giống như là đa số là bị áp lực vì quá đau. Đau quá. Nhưng mà phải ráng làm việc, làm việc như là liên tục, liên tục, liên tục. Giống như là gia đình áp lực nhiều thứ. Còn cái giống như là phải lo, lo rất là nhiều. Giống như là mình nghĩ là không thể nào mình nằm yên một chỗ được. Nếu mà mình nằm yên một chỗ là không ai làm, không ai có được hết. Phải ráng, ráng chịu đựng. Nhưng mà tới lúc mà cái lực không nổi nữa, đau. Đau thiệt. Giống như là chịu hết nổi rồi. Thì giống như là em có nghiên cứu thầy đâu lâu lắm rồi. Rất là lâu. Nhưng mà em không có thời gian nào mà sắp xếp đi được hết. Nhà ở đâu nhưng mà không có thời gian. Giống như do công việc của em là giống như em bận rộn này nọ kia rồi không không thể nào hoàn mấy được hết. Rồi theo dõi thầy lâu lắm rồi nhưng mà nói lần này làm thấy như là quyết định em phải giống như đường nào cũng phải La Mã qua đường này em còn đi Mã Lai. Mẹ bị bao lâu rồi? Em bị 4 năm. 4 năm rồi. Em đi vật lý trị liệu cũng như là cũng tốn nhiều tiền đó nhưng mà không có hết. Không còn thua tại vì nó phải ship vô nó được. Khi mà nó đi thì nó làm giảm thêm cơn đau thôi. Đúng rồi. Chứ không chính xác. Khi mà em ngưng cũng như là như khi mình một ngày mình phải giống như là nhiều thời gian mình phải dành nhiều thời gian cho nó nữa. Ngày nào mình cũng phải đi. Nhưng mà có nhiều lúc thì mình không thể nào đi được thì nó lại bị lại với lại giống như mình làm nhiều lần muốn có lần thứ hai nữa. Là em bưng nguyên cái giỏ đồ đi giặt á. Dạ luôn. Lần thứ hai nó làm thêm một cái lần cục nữa. Nhưng mà em không biết là không biết làm sao nhưng mà tự nhiên bây giờ á khoảng mấy tháng gần đây á bắt đầu nó tê hết xuống cái nửa cánh tay này. Rồi. Nguyên cái cổ của em mà xong là như nhức mỏi lắm chịu nổi. Rồi. Rồi áp lực này kia nữa. Rồi giờ mình ngồi á giống như là có một cái gì ở đây nó cứng. Cứng là đau nó cồn mà nó làm cho rất là khó chịu. Bây giờ nó giang qua chân nào? Ở bên này. Rồi bên dưới phải. Dạ, nhưng được mà rồi. Cái đầu gối là đau nhiều. Được rồi. Ok, bây giờ em đi lại thì sao? Em đi lại thì vẫn bình thường nhưng mà nó thốn. Giống như là em chịu, em ráng mà em chịu. Bây giờ em đi thử coi, đi thử em coi cái thốn nó bao nhiêu. Giống như là nó cái này là đầu. Rồi. Nó thốn nguyên tử trên đây. Em đi thử rồi ha. Em đi thì vẫn bình thường nhưng mà em vẫn không có bình thường. Rồi, em đi tới đây, nó nghiêng cái bông rõ ràng. Nghiêng bên. Nó mời thấy không? À, nhưng mà tôi đi là ẩn mông ra rồi sao rồi, bây giờ không có bình thường bây giờ rồi chứ nhưng mà như... em có khi nào em dám chạy không? Chạy thì nó ít khi nào chạy đó. Không có bây giờ nghĩ rằng sẽ chạy được đó thì chạy sẽ sợ ra đúng như là ít khi nào mà nghĩ tới hầu như là không nghĩ tới là chạy luôn á. Không dám như... không. Lại cứ chịu đựng cứ ráng hô đặt được rồi chịu ráng đâu bây giờ chịu. Em vui xuống đi với lại em mặc quần á là em phải ngồi. Em kéo cái quần lên người. Khi mà có thời gian mà em không thể nào mà đứng được mặc quần được hết. Chút xíu em làm cái tư thế coi. Cái tư thế em làm sao mà tư thế mặc quần thì sao? Em mặc quần thì em phải ngồi xuống dưới đây thì em mới đưa cái này lên được. Em mới thoát ống quần vô. Rồi, bây giờ em đứng ở dưới đây em thử em co chân lên thử coi. Em co chân lên thì bình thường. Nhưng mà thì em tưởng tượng như em mặc quần vậy đó. Thì nó khó. Nè, khi mà em cột xuống như nè. Đó. Đây nó cứng ở đây nè. Đó, thấy chưa? Nó lòi cái gì ở đây ra. Đó. Thì nó có một cái gì, nó phải giống như nó có một cái gì nó đâm ở trong đây nè. Nó đưa đưa ra trong á. Đó rồi, nó cứ xương, cái đó là xương nó tủ rồi. Nó đưa lên thì ở đây nó phải, thì em phải ấy người xuống như vậy thì em ấy được. Rồi, bây giờ em cúi xuống thử coi nó được bao nhiêu. Thẳng đi, đó. Được tới rất ăn khác rồi. Nhưng mà người công nghệ người công chứ đâu có người thẳng. Ok. Tao với đây là từ giả nè. Giống như là theo dõi thầy lâu lắm. Từ Facebook tới gì là em mấy đứa. Ok. Rồi. Đi là quyết tới đây cho bằng được thì thôi. Dạ. Biết tiếng nghe như này. Những lúc đau quá. Ráng chịu. Ráng. Nhà đâu lên? Dạ ở quận 6. Sao?
16 là chưa lớn nè. Ở bến xe miền Tây đó nè. Ừ. Đau quá. Giờ càng lớn cũng chịu hết nổi. Không không gì nổi nữa. Không gì nổi nữa. Bây giờ già rồi. Đâu có già được vậy. Công việc em mà ngày tới tôi rất là nhiều nhưng mà không ngồi yên được. Cho dai thành ra. Suốt rồi hả? Suốt rồi. Tại vì hỏi như thế. Cho dai mới đi nhiều lại. Được chưa? Ông thầy ông làm mừng, mừng rất mắt luôn. Bây giờ cũng như bay cái người khác rồi. Rồi, lần trước xử một cái ngon lành đi. Xử cái này đáng khá lên mắt nha. Rồi, lúc này chị lên chị ngồi tính dùng. Chị ngồi tính dùng, em giữ chân. Rồi, thanh niên là lại giữ dùng cho lại ghế đi. Đó, vậy đó, được rồi đó. Đúng rồi, được rồi. Được rồi. OK. Ngồi dậy, em cúi mặt cho đây. Để xuôi hai tay xuống. Tối mình ngủ á, mình chườm hai cái
cái gan cái cổ ha. Rồi bây giờ chơi trên cái lòng chân nó người sẽ thấy tuyệt vời luôn. Thường người ta không có giờ để cho cái đó là cảm đi lên chùa chính tầng đi xuống xong là để nó xuống cả là nghe cũng cực cả là rồi đi tiêu rồi sao này là cái thử coi nó vô chưa đó. Cứ tự nhiên này không sao đâu, hư đặt là thầy sửa lại thôi mà. Không phải đâu, không phải đâu, sợ chứ còn vô hết rồi, cốc xương vô hết rồi. Bây giờ đi đi. Rồi giờ ngồi tiếp coi có cắn không? Bây giờ hết điêu rồi. Dạ đúng rồi. Ngồi lúc nãy cũng phải chảy, một là chảy nệm, hai là phải chảy có cái miếng thì chảy lên, miếng ngồi mới được, không là không có ngồi. Cái gì á, bây giờ khúc xương nó vô hết rồi. Chứ con cái này em còn hơi sợ, bây giờ em chảy cho tụi coi, miếng thấy ghê. Không, chảy thêm cũng chảy được ít, không. Không, bây giờ chảy. Chảy thì chảy lên. Chảy lên chị. Mạnh mẽ lên. Chạy lên, chạy mẹ. Chạy lên. Ok. Hốt đi anh em. Chùm ga nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.